chào tất cả các anh em. Lại tiếp tục là giới thiệu cho anh em phụ kiện để bẫy cúc rừng năm nay. Thì phụ kiện của bẫy cúc rừng thì nó khá chi là đơn giản anh em. Nó chỉ cần anh em là có một cái máy máy âm và một cái là bộ lưới thôi nha tất cả các anh em. Lưới này chúng tôi là lưới dù rất là nhuyễn nha tất cả các anh em. Đó, anh em thấy lưới rất chi là nhuyễn nè. Đó, 13.000 một cung như thế này cho tất cả các anh em. Đó. Thì cách sử dụng là nó dán lên như thế này nha tất cả các anh em. Bởi vì nhiều anh em mới vô nghề vừa xem video hỏi tôi cái cung cúc nó sử dụng như thế nào nha anh em. Đó, thế này chạy từ đây vô là nó sẽ mắc lại ha. Đó. Một bộ như thế, một cung như thế này là 13.000. Đó. Thì khi mà anh em mua 10 cung cúc cộng với cái loa thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em một cái thẻ nhớ loa bất kỳ nha tất cả các anh em. Anh em có thể chọn mua cái dòng loa giá rẻ này. Loại này, lo này thì 360 một cái, hoặc là anh em mọi chọn lo AT100 hay là Q92 mắc tiền hơn. Thì khi anh em mua 10 cung cúc cộng với cái lo thì anh em được tặng thẻ nhớ. Đó, anh em nghe rõ giùm. Có nhiều anh em nghe không có rõ. Bảo mua 10 cung cúc thì được tặng cái thẻ nhớ, chuyện đó không có. Có nghĩa là mua 10 cung cúc với cái lo có nghĩa nó có hai điều kiện, cung cúc và lo mua cùng một lúc thì được tặng cái thẻ nhớ chứ không phải chỉ mua 10 cung cúc đâu. Anh em hiểu giùm. Còn nếu mà anh em muốn tiết kiệm, anh em đã có lo rồi thì anh em chỉ có thể mua cung cúc hoặc là mua thẻ nhớ ở bên shop. Đó, lo như thế này, lo 898, lo này thì được nhiều anh em thích này, giá cả bình dân, dễ xài. Đó, hàng bảo hành cho tất cả các anh em khi mua là có tem bảo hành như thế này. Đó, mẫu này thì 360 một cái ha. Đó, còn anh em muốn loại mắc tiền hơn thì có thể chọn loại đó. Đó, cung cúc thì bên shop giờ rất chi là nhiều hàng, đến vài trăm cung anh em có thể chọn thoải mái. Đó. Đó, rồi anh em thích thì có alo đến cho shop, số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình ha. Giao hàng toàn quốc cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền nha tất cả các anh em. Ở bên shop thì có rất nhiều file tiếng cúc, tiếng trống, tiếng máy, kết hợp tiếng trống máy cùng một file cũng có luôn cho tất cả các anh em. Tiếng reo, tiếng tiếng túc, tiếng nhỏ, tiếng lớn đều có cho tất cả các anh em hết. Cho nên là anh em có thể là mua thẻ nhớ ở chỗ shop cũng được. Nói chung là anh em mua gì chúng tôi bán đó, mua cung cúc rồi bán cung cúc, mua lo bán lo, mua thẻ nhớ bán thẻ nhớ. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.